giờ mới tỉnh thức ra có muộn không? Ừ. Giờ mới tỉnh thức ra thì có muộn rồi. Cứ gọi là bà không ăn đâu, cam bây giờ chua bà ăn bây giờ. Để xe đây luôn nhá. Ok. Mẹ cũng sợ bà không? Mẹ mày như thế nào rồi? Giúp chìa khóa lên đây. Mua cái gì ấy? Cháu biết cam. Cam à? Mua mấy quả cái đi. Giờ nếu bà mắng thì cũng thua nha, đừng có ấy nhá. Nói là phải nghe, phải tuân theo những lời nói của người lớn thôi. Đấy, đã mất công đi rồi thì mất
coi như là cái khoảng thời gian đi hay là bỏ đi luôn thì đã khôn ra hơn rồi. Giờ về nhà cũng biết đâu việc mà làm, lớn rồi nhà thì hoàn cảnh tiền vay thì nhiều tiền cũng là giờ nhà mình cái tuổi mình chưa làm ra tiền, ở nhà mà phụ việc cho bố, phụ việc cho mẹ để mẹ đi làm thì cái tiền thì mới nhanh hết giờ chứ. Bây giờ cái tiền nợ nó nhiều hết rồi nên là không có cách gì, cái chiều hướng gì để trả tiền thì xong rồi nó lại lãi lờ lên cao lắm. Biết là giờ đi làm cả nhà đều đi làm thì nhanh rồi đấy, nhưng mà bây giờ nhà mình có em nhỏ đấy, về nhà chung em lúc xong mình đang học và cô giáo đến nhà cô ấy bảo sao không học, cô giáo không học học hôm nay trở lại là cô giáo ấy đấy, cô giáo đuổi học luôn đấy, không lên lớp đâu. Bây giờ mình học kém rồi thì mình cũng phải cố gắng học hết được cái trường trung học cơ sở cho nó, và sau này nó ra ngoài có tính toán có tiền thì mới được tiêu chứ. Đấy, ngày mai phải lên xin cô giáo học lại chứ không có bây giờ mà cứ bảo là không học nghỉ nhiều ấy, là đúng ra là nhà trường sẽ đuổi học rồi, đình chỉ việc học rồi đấy chứ không để tận ngày mai đâu. Không rõ mày đi, thôi mày chưa có nhà đấy, tao chưa kể không mày có xem chưa mà cô giáo có đến nhà cô ấy bảo sao rồi này không ấy đấy, không đi lên mạng học đấy, dịch giã này. Thế giờ có muốn học không hay là thôi? Cháu có à? Ừ đấy, để thu xếp để đến nhà cô giáo xin cô. Em bận thời gian không ấy rồi, xin cô cho học lại để học được kịp chương trình lại chứ không có thì không được đâu. Đấy, bây giờ phải biết nghe. Đi rồi về chị Phương chỉ có làm này, học hành này. Người chỉ có học chỉ có làm thì ra chả quý. Còn tiền thì bây giờ ai để biết là cần tiền rồi đấy, nhưng mà cái tuổi mình là nó chưa phải tuổi kiếm tiền được chứ. Bây giờ học hết cấp 2 rồi ấy. Và muốn học nữa chả có điều kiện mà cho học cấp 3, cho nên lúc đấy bắt buộc phải kiếm tiền. Bây giờ đang học này thôi, mình cứ học làm tròn cái bổn phận của người học trò ở trên lớp, làm tròn cái bổn phận của người con ở nhà ấy. Chứ làm sao mà đang phải học thích đi làm mà mới đến tuổi đi làm lại không đi làm cũng được. Nó phải đúng nghề đấy, đúng độ tuổi phù hợp. Đấy, còn cái bà kia bà ấy bảo về đấy rồi thì giờ không làm bà ấy thì về đây về nhà làm thay thì làm được cho bà ấy, nhưng cái giờ mà học ấy không học thì làm, hiểu chưa? Bà nói phải nghe. Bây giờ về đây là tao nói gì mà không nghe, thế là tao vui luôn đấy. Thế thì cứ nói mày làm cho bà ấy được bao nhiêu tiền. Dễ thế không, hay là bà lừa đảo cái gì, bà nhận là con lui nhưng mà bà đưa cho cái thẻ ấy, bà nó có 20 triệu nên bà bảo về. Nhưng thực ra con tính ra con đi ra cái chuyện này làm sao mà làm được 20 triệu? Bà chắc bà ấy lừa mày cái gì rồi, con tính ra cái chuyện này chưa làm được 20 triệu đâu, vì mới tin được con mới tin được cái ngày một ngày có 100.000 mà làm 20 triệu thì cũng 200 ngày cơ. Rồi một năm mới được 20 triệu. Chắc là bà làm cái mà bà tưởng mày làm đấy, mai mai bà nuôi mày lớn lên cho bây giờ cho cháu bà đấy đấy. Bây giờ về rồi chắc là phải ấy đấy, phải mấy nó tiêu bao nhiêu tiền thôi, còn giờ phải giải bà ấy chứ nhỉ. Tiêu mà làm tiêu thì được. Sao mà đấy, bé em đi mà cho em ngồi đây. À? Đây là mày chị Phương chịu khó làm. Đấy, con đặt vào bên dưới hết rồi. Đấy. Chị bà sai gì làm nhá, không có.